Lý Nam Bon xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay chia sẻ các bạn cái mẫu thiết kế của hàng bánh lòng. Nó hai mẫu các bạn. Cái mẫu này là bánh bư các bạn, bánh bư là bánh này nó cặp vô cái bánh bánh hơi các bạn. Này nó cặp vô bánh hơi nè, một cái bánh bư nha, đi đắp đắp lại nó lú nữa. Và thiết kế cái này nó nặng lắm. Nó cứng mà. Cái thép này là 6 ly nha, là một mẫu. Còn cái mẫu thứ hai là bên đây, đây là mẫu cũ nè, mẫu cũ mà cái này là mẫu nối bánh lòng nè, bánh lòng với bánh lòng nối nhau nè. Đây là mẫu cũ nữa, nó bánh lòng nè, mẫu mới nè, mẫu này mẫu mới nè các bạn, mẫu này là mẫu bánh bư à. Bánh bư mà cái này là nó tới 70 lần, bánh này bánh 70, cái dòng kính của 2, 4, 6, 70, chiều vô là 70 nha các bạn, 70. Này cũng bánh bư rồi mà thiết kế mẫu mới là cái lá nó dày 6 liền mà uống nè hết nè. Rồi đã có khí Nam Bon quay với cái dàn dữ cho các bạn này giữa nha. Đó. Này sắt này thầy sắt 16 ly các bạn. Sắt là sắt 16 ly đó. Này mẫu này, cái mẫu này thiết kế theo kiểu khách đặt nè. Này cái bánh lòng này, một bánh một nha. Một bánh nó 70 nhưng mà mẫu trước của nó là 80 là hai khớp, khớp 40. Hai khớp mà cái này một mẫu một khớp một là 70 nha. Là 7 đất. Rồi, khí Nam Bon cũng xin chúc bạn năm mới bạn phát tài nha. Mình kết thúc video đây. Bye bye.